Dự kiến hôm 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự tranh chấp yêu cầu chấm dứt nuôi con nuôi giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Mỹ Dung và bị đơn là bà Cao Thị Cúc, một trong những bị cáo của vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, tòa lại tiếp tục hoãn xử phúc thẩm với hai lý do. Thứ nhất, bà Võ Thị Tám là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có đơn xin vắng mặt vì bị bệnh. Thứ hai, phía bị đơn có đơn khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp tạm thời nhưng có kết quả giải quyết đơn. Như vậy, tòa tiếp tục hoãn xử sau hơn một tháng. Ngày 26 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định áp dụng biện pháp tạm thời sau người chưa thành niên cho cá nhân trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục, buộc bà Cúc và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện giao cháu GB cho bà Dung. Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 4 tháng 3, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên buộc bà Cúc và những người liên quan tại Tịnh Thất Bồng Lai trao trả bé TGB cho bà Dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. Theo yêu cầu khởi kiện, bà Dung đề nghị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên chấm dứt việc nuôi con nuôi đối với bà Cúc để bà được đón con về nuôi dưỡng. Trước đây, bà Dung giao bé TGB cho bà Cúc nuôi do nhầm tưởng Tịnh Thất Bồng Lai là một ngôi chùa chuyên nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn để làm từ thiện. Tuy nhiên, Tịnh Thất Bồng Lai không có cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi nhận nuôi bé TGB, thì phía bà Cúc đã đưa những hình ảnh của bé lên mạng xã hội, có thể làm ảnh hưởng xấu đến bé sau này. Ngoài ra, hiện bà Cúc đang thi hành án phạt tù nên sẽ không có điều kiện nuôi dạy bé. Cơ quan chức năng như công an, tòa án đến làm việc thì cơ sở này không mở cửa, không hợp tác. Còn bà Dung và mẹ của bà đến thăm cháu TGB cũng không được những người đang sống tại đây cho phép. Tất cả những điều này đi ngược lại thỏa thuận ban đầu là cho mẹ thăm gặp con bất cứ khi nào. Không đồng ý phán quyết của tòa sơ thẩm, phía bà Cúc đã kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm. Lãnh đạo Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định xóa tên ra khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Đào Kim Lân, sinh năm 1967. Lý do ông Đào Kim Lân nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Trước đó, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Đặng Đình Mạnh và ông Nguyễn Văn Miếng cũng vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Cả ba luật sư này tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Tháng 4 năm 2024, Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Đào Kim Lân và luật sư Nguyễn Văn Miếng. Động thái trên xuất phát từ thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, kết quả xác minh bước đầu cho thấy, ba luật sư nêu trên bị phát hiện có hành vi phát tán trên không gian mạng những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Từ thông báo của Bộ Công an tỉnh Long An đã phát thông báo truy tìm, tuy nhiên các luật sư không đến làm việc. Vào chiều ngày 28 tháng 7, em gái của Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai là bà Lê Thu Vân, đã được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận qua đời ở tuổi 67 sau khoảng thời gian được tại ngoại để chữa bệnh. Trước khi qua đời, bà Lê Thu Vân từng bị truy nã vì có liên quan đến vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Cụ thể, bà Vân bị cáo buộc đã có lời lẽ xuyên tạc Công an huyện Đức Hòa bắt cóc người khi cùng với nhóm người trong Tịnh Thất Bồng Lai kéo đến trụ sở công an đòi Diễm My, con gái bỏ nhà để đến Tịnh Thất Bồng Lai tù nhưng mất tích cho đến nay vẫn chưa tìm ra. Bà Vân còn cùng với bà Cao Thị Cúc thực hiện hành vi phái lạy và gọi ông Lê Tùng Vân khi đó đang mặc áo khẩu vàng là đức thầy bổn sư giáo chủ. Bà vừa ra đầu thú tại Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 2 tháng bị khởi tố, được công an di lý về Long An để điều tra. Nhận thấy sức khỏe của bà Vân thực sự yếu nên các nhà chức trách chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bà. Trong vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai, bà Lê Thu Vân được cho là có vai trò không kém cạnh so với bà Cao Thị Cúc, thậm chí bà có thể là nhân vật nắm giữ nhiều bí mật hơn bất cứ ai. Bởi bà đã đi theo Lê Tùng Vân từ năm 1978, gắn bó với thầy ông nội từ ngày đầu thành lập trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức. Tuy nhiên, vì thành lập trái phép, cơ sở vật chất tạm bợ không đăng ký tạm trú, nên cuối tháng 5 năm 2007, trại này chính thức bị đóng cửa. Cho đến nay, bà lại theo ông Lê Tùng Vân đến hộ bà Cao Thị Cúc lập nên Tịnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ.
bà Vân được xác nhận là không chồng nhưng có ba người con là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nghị Nguyên, và một người con gái được cơ quan điều tra xác nhận có liên quan đến vụ án loạn luân đã được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố ngày 29 tháng 4 năm 2024. Vào sáng ngày 29 tháng 7, Bí thư xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cho biết, hiện cán bộ Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp xuống hộ Cao Thị Cúc, tỉnh Thất Bồng Lai, ngụ ấp Lập Thành để hỗ trợ gia đình làm giấy khai tử cho bà Lê Thu Vân đã chết do bệnh hiểm nghèo nhiều năm. Tuy nhiên, một tình tiết khiến dân tỉnh đặt dấu chấm hỏi và nghi ngờ hơn nữa, đó là chính bà đó chính là khi bà Vân mất, bí thư xã phải đến kêu cửa thì gia đình này mới mở, ngoài ra nơi này luôn đóng kín cửa. Có thể thấy mọi hoạt động nơi đây đều diễn ra khá bí ẩn đằng sau cánh cửa căn nhà. Tối ngày 28 tháng 7 vừa qua, bà Lê Kim Huệ, 62 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, là em ruột của bà Lê Thu Vân, đã được vào bên trong tỉnh Thất Bồng Lai cho biết. Tuy đã đi theo ông Lê Tùng Vân từ năm 1978, nhưng đến nay, chị Thu Vân vẫn chưa cắt hộ khẩu khỏi gia đình tôi. Chị Vân sinh 7 đứa con trong lúc chung sống với ông Lê Tùng Vân, nhưng đã chết một đứa. Tôi biết chị bệnh nặng từ vài năm qua, nhưng mỗi lần lên đều không được người trong tỉnh Thất Bồng Lai cho vào bên trong, nên tôi cũng không biết chị Vân chết. Tôi được cán bộ tư pháp xã Hòa Khánh Tây báo hồi chiều nay 28 tháng 7 và đang chuẩn bị lên dự đám tang vào sáng nay. Tất nhiên tôi cũng phải đến Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây nhờ giúp đỡ mới được vào bên trong tỉnh Thất Bồng Lai. Trước đó vào tối ngày 28 tháng 7, Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957, vợ ông Lê Tùng Vân đang tại ngoại trú tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa đã mất vào sáng cùng ngày do sức khỏe yếu và bệnh nặng. Ngày 27 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian bị truy nã, đã được di lý về Long An để điều tra. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, cơ quan an ninh điều tra chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu. Sau đó, vợ ông Lê Tùng Vân vẫn về ở nhà bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để dưỡng bệnh và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hồ sơ vụ án chỉ ra, bà Lê Thu Vân bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, bị can Vân cũng bị cáo buộc cùng với ông Lê Tùng Vân và 5 người khác ở tỉnh Thất Bồng Lai lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội, YouTube, Facebook, xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, danh dự nhân phẩm của người khác. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, bà Lê Thu Vân ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh, được công an di lý về Long An để điều tra sau một khoảng thời gian trốn truy nã. Và qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, nhà chức trách chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bà Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu. Sau đó, vợ ông Lê Tùng Vân về ở nhà Cao Thị Cúc để dưỡng bệnh, tuân thủ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú của cơ quan điều tra. Lý lịch tư pháp trong hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên có mẹ là Lê Thu Vân. Ngày 31 tháng 7, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng tỉnh đang trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đến nay, cơ quan an ninh điều tra có đủ chứng cứ để khởi tố thêm bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, con ông Lê Tùng Vân, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Minh nói, các bị can trong vụ án không thành khẩn khai báo, công an phải tốn nhiều công sức điều tra, thu thập chứng cứ cẩn thận, chặt chẽ để chứng minh hành vi vi phạm. Có kết quả đến đâu, công an làm đến đó để xác định đúng người, đúng tội. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cô gái tên Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, liên quan vụ án đang mất tích bí ẩn. Đến nay chưa được tìm thấy. Các đơn vị công an vẫn đang điều tra về tung tích cô gái này. Trước đó, ngày 9 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, 33 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an, những người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc bị một số người tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, công an có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.
Ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Long An cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân. Sáng 29 tháng 7, Bí thư xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cho biết, hiện cán bộ Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp xuống hộ Cao Thị Cúc, tỉnh Thất Bồng Lai, ngụ ấp Lập Thành để hỗ trợ gia đình làm giấy khai tử cho bà Lê Thu Vân đã chết do bệnh hiểm nghèo nhiều năm. Bí thư xã cũng cho hay nơi này luôn đóng kín cửa nên khi bà Vân mất phải đến kêu cửa gia đình này mới mở. Trước đó, tối 28 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957, em gái ông Lê Tùng Vân, đang tại ngoại, trú tại hộ Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, đã mất vào sáng cùng ngày do sức khỏe yếu, bệnh nặng. Trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh, đã được di lý về Long An để điều tra. Sau khi làm việc, cơ quan an ninh điều tra chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu. Bị can Lê Thu Vân đã về ở nhà bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để dưỡng bệnh và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo hồ sơ vụ án, bị can Lê Thu Vân, người cùng các thành viên tại tỉnh Thất Bồng Lai, chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ, nấu ăn cũng bị khởi tố cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị can Lê Thu Vân bị cáo buộc là cùng với ông Lê Tùng Vân và 5 người khác ở tỉnh Thất Bồng Lai, lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội, YouTube, Facebook, xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, danh dự và nhân phẩm của người khác. Do bà Lê Thu Vân trốn truy nã nên chưa bị xử lý. Tối 27 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân đã nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 7, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An có chia sẻ mới về vụ án Tịnh Thất Bồng Lai. Theo đó, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra mở rộng vụ án xảy ra ở nơi này. Diễn biến mới nhất, cơ quan an ninh điều tra đã thu thập đủ chứng cứ để khởi tố bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, con ông Lê Tùng Vân, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, theo Đại tá Minh, các bị can không có thái độ hợp tác khiến quá trình điều tra tốn thời gian, công sức hơn. Các bị can trong vụ án không thành khẩn khai báo, công an phải tốn nhiều công sức điều tra, thu thập chứng cứ cẩn thận, chặt chẽ để chứng minh hành vi vi phạm. Có kết quả đến đâu, công an làm đến đó để xác minh đúng người, đúng tội. Về trường hợp cô gái Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đến nay vẫn chưa tìm thấy Diễm My. Các đơn vị công an vẫn đang điều tra tung tích của cô gái này. Phía công an thông tin, những người sống ở hộ bà Cao Thị Cúc bị một số người tố cáo đến cơ quan chức năng về hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi vào cuộc điều tra, công an thấy có đủ chứng cứ xác định Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số cá nhân. Hồi tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Long An còn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để làm rõ về hành vi loạn luân. Ngày 29 tháng 7, tin từ Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An cho biết, đơn vị đang thực hiện các thủ tục theo quy định để đình chỉ việc xét xử đối với Lê Thu Vân, 65 tuổi, hộ khẩu tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tạm trú tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, tức nhà của Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Nguyên nhân là bị can này đã chết vào ngày 28 tháng 7 do bệnh. Lê Thu Vân là bị can với vai trò đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Lê Tùng Vân cầm đầu. Lê Thu Vân được tại ngoại vừa để điều trị bệnh vừa phục vụ điều tra, nên khi đó Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An có quyết định tách bị can này ra vụ án khác. Cuối năm 2023, hồ sơ truy tố bị can Lê Thu Vân tại khoản 2, điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đã đến Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa. Tuy nhiên, Lê Thu Vân tiếp tục có đơn xin hoãn xét xử để điều trị bệnh hiểm nghèo. Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa nhiều lần yêu cầu giám định y tế, nhưng bị can Vân không đến.
Theo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, chiều ngày 28 tháng 7, đại diện nhóm người ngụ tại nơi xưng Tịnh Thất Bồng Lai có liên hệ cơ quan này để báo tử về trường hợp bị can Lê Thu Vân. Theo nội dung trình báo, Lê Thu Vân chết vào sáng ngày 28 tháng 7 do bệnh hiểm nghèo nên ngay sau đó được nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai đưa đến Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành hỏa táng. Tại thời điểm chết, Lê Thu Vân đang phải thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa. Vẫn theo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, sau khi nhận thông báo của đại diện nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai về cái chết của bà Vân, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây đã thông báo cho bà Lê Kim Huệ là người thân của Lê Thu Vân được biết. Bà Lê Kim Huệ cho biết, trong đêm ngày 28 tháng 7, bà đã thuê xe từ thành phố Cần Thơ về Tịnh Thất Bồng Lai với hy vọng được nhìn thi hài hoặc thắp nén hương tiện đưa chị gái ruột lần cuối. Từ sáng sớm ngày 29 tháng 7, bà đã có mặt tại cổng Tịnh Thất Bồng Lai, nhưng người bên trong không mở cửa cho bà vào. Bà Huệ chua xót: "Tôi kêu hoài mà người ta vẫn không mở cửa cho vào. Tôi kêu mãi thì bên trong vọng ra tiếng nói của một người nữ rằng ở đây không có tổ chức đám tang, muốn gì lên Bình Hưng Hòa mà tìm." Theo chính quyền địa phương, việc tổ chức ma chay là tự do của người dân, nên việc nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai không đón tiếp bà Lê Kim Huệ thì chính quyền địa phương cũng khó có thể can thiệp. Ngoài ra, bà Huệ cũng không có liên hệ với chính quyền địa phương khi bị từ chối cho vào bên trong Tịnh Thất Bồng Lai để tiễn bà Lê Thu Vân. Ngày 29 tháng 7, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957, vợ ông Lê Tùng Vân, bị ung thư trong thời gian dài và tử vong. Cái chết của bà Vân không có gì bất thường. Thời điểm Công an tỉnh Long An hoàn tất điều tra vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai và chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố, bà Lê Thu Vân có làm đơn xin tại ngoại vì đang bị bệnh nặng. Đại tá Văn Công Minh cho biết thêm, nhà của ông Lê Tùng Vân có hai người phụ nữ tên gần giống nhau là Lê Thu Vân và Lê Thị Thu Vân. Trong đó, Lê Thị Thu Vân là em gái Lê Tùng Vân, bà này đã chết trước khi nhóm này đến định cư tại Long An. Còn bà Lê Thu Vân sống chung với ông Lê Tùng Vân như vợ chồng trước khi chết. Bên cạnh đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa thông tin, bà Lê Thu Vân sau khi qua đời đã được gia đình đưa đi hỏa thiêu vào ngày 28 tháng 7. Chính quyền địa phương đã đến hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành hỗ trợ làm giấy khai tử cho bà Lê Thu Vân. Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thu Vân bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bị can Lê Thu Vân bị cáo buộc cùng với ông Lê Tùng Vân và 5 người khác ở Tịnh Thất Bồng Lai lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội, YouTube, Facebook, xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa, danh dự và nhân phẩm của người khác. Sau thời gian trốn truy nã, ngày 27 tháng 7 năm 2022, bà Lê Thu Vân ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh, được công an di lý về Long An để điều tra. Sau khi làm việc, nhà chức trách chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bà Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu. Ngày 29 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957, trong vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, đã chết vào ngày 28 tháng 7 do yếu bệnh nặng. Trước đó, ngày 27 tháng 7 năm 2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại thành phố Hồ Chí Minh, được di lý về Long An để điều tra. Sau khi làm việc, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu. Bị can Lê Thu Vân đã về ở nhà bà Cao Thị Cúc, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để dưỡng bệnh và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo vụ án, bị can Lê Thu Vân, người cùng các thành viên tại Tịnh Thất Bồng Lai nấu ăn, chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ tại đây đã bị khởi tố cùng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị can Lê Thu Vân bị cáo buộc là cùng với Lê Tùng Vân và 5 người khác ở Tịnh Thất Bồng Lai lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng, YouTube, Facebook, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, danh dự nhân phẩm của người khác. Liên quan tới vụ bị can Lê Thu Vân đã chết khi chưa được xét xử thì cơ quan tố tụng sẽ giải quyết vụ án ra sao? Về vấn đề này, luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng, văn phòng luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho rằng,
Cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành điều tra rõ các tình tiết của vụ án. Pháp luật hình sự Việt Nam quy định chỉ xử lý với bị can, bị cáo khi còn sống. Trường hợp quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà người thực hiện hành vi phạm tội đã chết, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đình chỉ điều tra đối với bị can, bị cáo đã chết đó. Cụ thể, tại Điều 230 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, quy định cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp. Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, Điều 157 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 quy định, một trong số những căn cứ không khởi tố vụ án hình sự đó là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà căn cứ để đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả bị can thì có thể đình chỉ điều tra đối với từng bị can.